Đây là phái đoàn biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản, bắt đầu di chuyển về trước tiền đình quốc hội nơi. Đây là phái đoàn bắt đầu di chuyển từ tòa đại sứ cộng sản Việt Nam Oslo về lại trước quốc hội nơi biểu tình, tiếp tục vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Bởi vì cũng thấy là cảnh sát cũng đi theo chúng ta tiến về quốc hội. Đây hai xe cảnh sát. Cũng may là ngày hôm nay thời tiết tại nơi rất là tốt đẹp, cho nên đồng bào tham dự rất là đông đủ ngồi dự trù của ban tổ chức. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ kéo về địa điểm trước quốc hội tại nơi. Hello. Dạ không, con đi về trước đó. Mời mời lên mời 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 m
Việt Nam, đường ngân không xích đến gì hết, gì hết, mỗi đất là gì hết, để về một phòng, nhìn ba đồng bó, đang hồi chi đất, chúng ta ngồi, đang nghe, không mong nhận lời đã, nhân đến ba đó, không biết nó, không nó, nhân là đường ngân, nhân xích đến gì hết, nhân xích, Yeah.